Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, bên cạnh các sản phẩm du lịch hiện có, huyện Côn Đảo đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình thể thao, văn hóa, giải trí hấp dẫn như ẩm thực, đi xe đạp, leo núi, văn nghệ, giúp tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, huyện Côn Đảo đã đón hơn 8.000 lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ, công suất phòng đạt khoảng 96%. Mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện Côn Đảo, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay là chương trình nghệ thuật có chủ đề Bình Minh Côn Sơn. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ vũ đoàn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng ngàn người dân và du khách theo dõi. Thấy thì không khí cũng thoải mái. Người dân Côn Đảo ở đây cũng có cái chương trình này cũng vui, cũng có tụ điểm để mọi người đi dẫn con cháu rồi đi chơi. Khách du lịch cũng có điểm để mà ghé qua để mà chơi, để biết Côn Đảo mình cũng có cái chương trình văn nghệ hay là cái chương trình như lô tô đây hả. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động nhân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tại Côn Đảo là khu phố ẩm thực, diễn ra từ 17 giờ đến 1 giờ sáng mỗi ngày. Khu ẩm thực có hơn 30 gian hàng đồ ăn thức uống đa dạng, mang đặc trưng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đến từ các nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện. Khu vui chơi giải trí với hơn 20 trò chơi dành cho cả người lớn và trẻ em cũng thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham gia. Và đường hoa với các cụm tiểu cảnh, mô hình về biển đảo kết hợp hiệu ứng đèn LED, đèn lồng tạo nên không gian lung linh về đêm, cũng là những địa điểm thu hút đông đảo du khách tới dạo chơi, tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Em đến dịp này là ngay dịp lễ gần 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thật sự là không khí ở Côn Đảo này rất là nhộn nhịp. Mọi người đi chơi rất là với cái tâm trạng thật là vui tươi, phấn khởi, rất là vui vẻ. Du khách cực kỳ rất là đông vậy. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Côn Đảo còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao giải trí hấp dẫn như đi xe đạp vì môi trường, leo núi, bóng chuyền, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách khi đến huyện đảo. Dịp lễ 30 tháng 4 này, coi như là năm 24 này, coi như là chỗ Côn Đảo rất là đông, rất là nhộn nhịp. Thì lễ rất là coi như là trang trí, coi như là giữa công trường rồi thêm ba cái bãi biển này kia, coi như là trang trí rất là khang trang. Với đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, cùng với đó là biển êm, thuận tiện cho việc di chuyển, nên Côn Đảo là một trong những địa phương thu hút hàng chục ngàn du khách trong kỳ nghỉ lễ này của tỉnh.